Dạ. Ra tế biểu coi. Dạ tế đại con chút. Ra biểu. Dạ. Về tiếp. Ra tế biểu. Có gì em tiếc? Mày nói mày lên mày ăn Tết với tao mà ăn rồi mày rút riết dưới bếp à? Mặn gì dưới bếp hả? Đi rình con ánh phải không? Trời ơi tía, nói vậy kỳ vậy tía. Chứ mày mặn gì dưới bếp? À, tại nồi thịt ở dưới nó sôi quá à. Con ở đó canh chừng nào nó nguội hâm lại cho tía ăn á. Nó có hiếu dễ sợ thiệt ta. Thịt nó đang sôi mày ngồi mày chờ nó nguội rồi mày hâm lại cho tao ăn. Con thương tía mà. Mày thương tao quá. Tía lớn tuổi ăn đồ nguội không tốt. Hay thiệt. Dạ. Không ai nghĩ ra được như con. Con Thủy tao biết mày đi rình con Ánh à. Nghe tao hỏi nè. Dạ. Mày thích con Ánh không? Tía. Gì? Bộ anh nói với tía là anh thích con hả? Nó không có nói. Thôi con đâu thích. Nghe tao hỏi nè. Dạ. Mày thích con Ánh không? Bộ anh nói với tía anh thích con phải không? Không. Thì con đâu thích. Ý tao hỏi là mày có thương con Ánh hay là không? Thì ý hỏi là tía là anh có nói với tía là anh thích con không? Không. Thì con đâu thích. Làm sao? Nó làm mình bối rối à? Vận dụng trí não coi. Mày sẽ yêu con Ánh không? Anh nói tía anh yêu con phải không? Không. Con đâu có yêu. Mày không yêu là tao mừng. Con không yêu nó là tía mừng. Tại vì cô Tám mày sắp sửa gả nó cho thằng giám đốc rồi. Giàu lắm. Sắp sửa đám cưới rồi. Con biết tía giả bộ tía nói chơi. Tía tưởng con yêu Ánh cái tía nói vậy để con lộ mặt ra tía giỡn. Không, tao nói thiệt, hồi nãy cô Tám mới nói đây 3 tháng nữa là mừng đám cưới rồi. Tía nói giỡn mà. Không có nói giỡn, tao nói thiệt mà. Vậy tía thề đi. Thôi chơi đừng chơi thề mà. Vậy là tía nói giỡn à. Nói thiệt rồi đâu. Để gì để tao thề. Rồi tía thề đi. Tao thề mà đừng có hại cho ai đi. Tao thề mà có gì mà một mình tao chịu cho. Tía thề đó, nếu mà tía nói xạo hả, cho mày dặm gai đi. Trời ơi, trời tía thề khôn quá. Rồi chứ tía thề vậy con không chịu đâu. Tía thề lại đi. Thề nó có linh không trời. Không thề mày. Không bây thề. Giờ thề cái gì tao đâu biết thề. Tía nói dốc ba má chết chùm đi. Tao nói láo ba má chết chùm luôn à. Chết lâu rồi con. Tía chơi vậy à, không được tía. Thôi dẹp mày. Không tin thôi. Mày không tin thôi. Chưa. Miễn sao nó có chồng giám đốc là tao mừng. Cũng mừng. Con nhỏ tội nghiệp. Nó lấy mày á. Không chừng nó khổ suốt đời. Nó lấy giám đốc nó sướng hơn. Vậy mà mày không yêu nó là mày khỏe rồi. Tao sợ mày đau khổ tao mới hỏi thôi. Tía nói chuyện mắc cười quá. Thì tự nhiên nó có chồng mày phải vui. Tại sao mày khóc? Vui ông nội con chứ vui. Mày nói mày không thương nó có chồng kệ nó mất mớ mày khóc. Con thương thấy mụ nội con luôn á. Thương sao nãy mày tao hỏi mày nói mày không thương. Tại con giả bộ làm giá chứ bộ. Làm giá mày. Mày đặt yêu thì nói yêu đi. Thương thì nói thương. Mày đặt làm giá thúi giá luôn cho mày. Con biết là tía tính sao tía tính rồi con có chịu rồi. Yêu chơi kỳ con mà tía yêu quỷ giám đốc. Thôi biết rồi, đừng méo quá. Sao chị Chui à? Dạ. Tôi có hỏi thế con tôi rồi. Dạ. Nó nói nó không có thương con Ánh. Chị nói đàng hoàng nha. Nó nói con Ánh không có xứng đáng với nó. Chẳng lẽ giờ chửi thề. Anh nói thôi muốn gả ai gả đi. Nó không có ưa thôi mệt chuyện con nít.
tôi cũng không ý kiến. Vậy thôi, yêu thì nó yêu, không yêu nói không yêu đó. Thì giờ nó nói không yêu tôi cũng với chị cũng chịu thôi. Tôi với chị muốn mằng xui mà nó không thương nhau thì thôi. Dạ tôi cũng thấy vậy anh à. Thôi nó không có duyên có phận thì thôi mình ém chị để anh tự động nó tính đó. Thôi chuyện con nít để con nít tính đó. Mình người lớn thôi. Tôi với chị vô ngủ đi. Vô ngủ thôi anh xui nha. Thôi nha, anh đừng có thấy tôi hồn nhiên nhí nhảnh nha. Anh đừng có tưởng thấy tôi là một cái bông hoa, là một cái buồng hoa, rồi anh làm con ong con bướm anh chiếc vào. Thôi nha ấy nha, hoa cũng phải lựa hoa nha, chích vô cái hoa này cho gãy kia mà. Mẹ già này ngủ chưa ngủ mà đã nằm mơ. Tôi nói vô chẳng ngủ là phòng bà ngủ, phòng tôi ngủ. Nói vậy đi, tự nhiên tới tắt ngang ai hiểu cha. Thôi ấy ơi, ấy nói nhưng trong ánh mắt của ấy mình vẫn thấy gợi lên một cái điều gì. Trong ánh mắt ấy vô cùng háo sắc. Câu này vô nghĩa à. Happy New Year nha. Ơi, nhìn cái mặt thấy ghét. Tôi thề á, từ nay về sau không bao giờ tôi ăn miếng bánh mì nào nữa hết trơn. Bánh mì phản mắt như quỷ. 5.000 đồng một ổ, trong khi bên kia người ta bán 4.000 đồng. Trời sao tôi ngu quá vậy trời. Ăn bên 5.000 chứ vậy ta. Bên người ta bán 4.000 hả? Thịt nó sắc miếng nọng nó dày 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 bự vậy nè hả? Rạch miếng thịt ra nhét cục bánh mì vô ăn còn được nữa. Bánh mì bán 4.000, 5.000 mà thịt nó sắc không dách như cái lưỡi lam. Tôi nói cho anh biết nha, lần sau anh tìm chỗ anh đậu xe thì anh lựa chỗ anh đậu. Anh mà đậu xe chiếc xe bánh mì của tôi dùng dao tôi đâm cho banh vỏ. Trời ơi tôi ngu hả? Mỗi lần tôi đậu xe kế xe bánh mì tôi bơm lên cho nó cắn thì cắn, tôi rắc cát lên nha, lấy dao chích vô nổ đùng cát văng vô mắt. Đáng đời. Sợ. Sao đàn ông con trai trên đời có người nhỏ mọn như vậy ta? Tôi mỏ nhọn chứ không có nhỏ mọn nha. Tôi nhỏ mọn sao? Hôm bữa tôi đưa tờ giấy 6.000 không chịu thối tôi 1.000 đi. Ở đâu là tờ giấy 6.000? Kệ tôi lộn. Vậy chứ hôm nọ anh nói tôi trèo lên xe anh ngồi thử đi, rồi cái tôi trèo lên xe anh rồi xe anh làm thủng quần của tôi. Anh nói là anh đền cho tôi mà anh đã đền cho tôi chưa? Ráng chịu sống sao để xe làm rách quần. Trời ơi, chủ nào xe nấy sao anh chửi tôi? Chứ chủ nào bánh mì nấy rồi có. Sao bữa tôi ăn bánh mì tôi mắc nghẹn không đền tôi đi. Trời ơi, con trai mày đi chửi lộn cho con gái. Con gái đi chửi lộn với con trai. Thiệt ngu dữ vậy ta. Trời ơi, nhìn cái mặt cũng hiền lành dễ thương lắm, vậy mà tham phú phụ bần. Chê tôi nghèo giám đốc rồi ha. Tưởng giám đốc là ngon hả? Tôi tham phú phụ bần hồi nào mà anh nói tôi tham phú phụ bần? Thôi ấy ơi, biết hết trơn nãy ơi. Chê tôi chạy không đơm mà quen giám đốc. Nghe giám đốc mà ham. Nè, tôi chạy không đơm mà không biết tôi thèm giám đốc đâu. Bữa tôi chở mà giám đốc đi nè, tôi có bỏ tay tôi ôm ở đâu. Tôi ôm mà tôi té sao? Anh làm cho tôi không biết anh đang xài xẻ tôi vậy. Tôi nghèo như vậy, tôi bán bánh mì, cơm không có mà ăn mà giám đốc đồ lấy tôi. Có ai hỏi tôi đâu mà tôi lấy. Trời đừng nói không ai. Xe ôm cũng không có lấy tôi nữa mà. Ai nói xe ôm không thích? Tía của anh nói chứ ai. Cái thằng này. Ai nói? Tía của anh nói chứ ai. Cái tía này. Vậy chứ ai nói với anh là tôi đi lấy giám đốc? Tía. Tự nhiên anh đi nghe lời người ta rồi anh chửi tôi à? Ta nhìn tôi nè, người có ra người không? Cơm không có mà ăn, giám đốc nào lấy tôi? Có ai hỏi tôi đâu mà tôi lấy.
anh lấy tôi đi. Hỏi rồi á. Vô duyên hả? Tôi thề á, từ rày về sau tôi ăn bánh mì suốt đời luôn. Nhớ nha. 5.000 ổ bánh mì không tôi cũng ăn luôn. Nhớ nha. Chứ chứ mai mốt tôi nhờ anh chở tôi đi đâu, anh có chở tôi không? Đưa tôi 1.000 bắt tôi chở 1.000.000 cây số tôi cũng chở. Nhớ nha. Chở không lấy tiền luôn. Nhớ nha. Đổ đầy bình xăng được rồi. Vô duyên hả? Gì vậy? Tự nhiên đang ngồi ở đằng kia cái tự nhiên qua đây ngồi cắm tôi chi vậy? Tôi giống như cục sắt vậy. Anh giống như cục 500, anh hút tôi vô. Vô duyên hả? Người không muốn làm, tự nhiên muốn làm 500 với làm cục sắt hả? Tôi may xong áo rồi, giờ tôi cắn chỉ nha. Ui da đau. Ui da, đau quá. Tôi đau ở đây nữa. Anh đau quá. Anh đau ở răng hay ở môi? Ở môi. Anh tắm chưa? Hôm nay tôi thấy không khí lãng mạn lắm mà sao anh làm tôi thất vọng hoài vậy ta? Tôi may xong áo rồi, giờ tôi đi vô tôi ngủ với vú của tôi nha. Anh vô đi. Chị ghét. Ngồi đó coi chừng mũi chích nha. Ui da. Anh bị sao vậy? Tôi bị mũi chích. Vậy hả? Tôi đập nó cái đứt nút. Đâu? Nè, vậy từ mai đi. Cảm ơn anh. Không có chi. Vậy tự nhiên nắm tay tôi hoài vậy? Ủa, tôi tưởng cái kim nó bự quá. Vô duyên hả? Nè. Đâu thấy kim đâu. Nè. Cảm ơn anh. Không có chi. Anh ở đây chơi với tôi, đợi tôi mai xong ha. Anh cứ mai đi từ từ thôi, tôi đợi bao lâu cũng được hết á. Anh yên tâm đi, anh không có đợi lâu đâu, tôi mai nhanh lắm. Không sao đâu, lâu bao nhiêu lâu cũng được hết á. Tại là tôi mồ côi nhỏ đó. Biết mai không đó? Trời ơi, tôi khéo tay lắm. Vậy hả? Tôi mai nhanh thì nhanh luôn á. Mà không bao giờ tôi bị... Ây da! Có sao không? Không sao, lủng da. Coi chừng nha. Không gì đâu. Lâu lâu mới bị lần. Anh đợi tôi xíu. Không có sao đâu. Đó, tôi xỏ qua lỗ. Tôi kéo kiểu qua. Hay quá à. Trời, tôi giỏi lắm á. Hồi đó tôi còn may áo dài được nữa đó. Vậy hả? Tôi biết hết trơn gì tôi cũng biết. Ui da. Có sao không? Không sao, ngồi nướng người nó caro không à. Coi chừng nha. Anh tôi... bị sao tôi sốt lắm. Tôi bị gì anh sốt lắm à. Tôi lỡ miệng thôi. Bây giờ anh, từ nãy tôi không canh kỹ á, giờ tôi canh kỹ nha nè. Tôi nắm tôi kéo lần cho nó đâm vô mắt vui lắm. Thôi đưa đây tôi mai cho. Thấy ghê không? Đâm thủng thôi. Không có thích, tôi thích ngồi đây hả? Thôi không có thích. Có mai không? Trời, thấy ghê không? Thấy ghê quá à. Nhìn tôi giống nàng tiên cá không? Cái là hán. Cái gì vậy? Anh đừng có nhìn vô đây. Sao vậy? Anh đàn ông con trai ai này để thèm nhìn, bỏ ra. Ở trong đây cái màu nó kỳ. Vô duyên hả? Bỏ ra không? Tôi lấy kim tôi chích vô tay nha. Cỡ tí ghê không? Anh biết không? Dạ. Không biết, anh bán bánh mì á. Anh đậu một chỗ chứ không có nhiều chuyện vui bằng tôi đâu. Tôi chạy xe ôm, tôi chạy chỗ này chỗ nọ, nhiều chuyện vui dữ lắm. Vậy hả? Ừ. Chứ anh thấy tôi đứng bán bánh mì mà không có vui hả?
Trời ơi, có mấy lần tôi chạy xe ôm nhiều chuyện vui lắm, anh thích nghe chuyện vui tôi kể cho nghe. Ừ. Trời ơi, lần đó hả, tôi chạy xe ôm cái có ông đó, ông quắt tôi, ông kêu tôi chở về Thủ Đức luôn á. Vậy hả? Vui lắm, cái tôi chở ông đi xa thiệt xa, cái tôi chở đến nhà ông á. Cái ông vô nhà ông đưa tiền tôi á, vui dễ sợ luôn á. Ừ, sao nữa? Hết rồi. Ủa hết rồi hả? Ừ, tôi dễ vui lắm. Còn tôi có mấy hôm trời nắng chang chang, cái tôi thấy anh nó chạy xe ôm đứng ở đầu ở cục điện á, cái tôi thấy thương anh quá chừng luôn, anh không có nón, cái tôi thương quá, cái tôi tính lấy nón của tôi qua cho anh đổi, cái xong tự nhiên tôi nhớ ra nón của tôi là nón con gái, anh đổi vô chắc mắc cười lắm, cái tôi không có mang qua cho anh đổi nữa. Anh làm gì anh cười dữ vậy? Tôi dễ cười lắm, anh cười tôi hả? Chuyện đâu có vui đâu. Chứ anh cười tôi hả? Tôi dễ cười lắm. Không có. Cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Mình chưa có tìm hiểu nhau mà. Vô duyên hả? Tôi cắn chỉ chứ bộ. Tôi khỏe lắm á. Cho mai xong rồi đó. Ừ. Tôi đi vô trong nha. Anh ơi. Ừ? Anh biết không, thiệt ra tôi đàng hoàng lắm. Tôi, trời sao anh Mai lúc đẹp quá vậy? Nó lủng lẳng luôn nè. Hồi nãy anh đặt sao tôi may vậy mà. Thôi ngày mai tôi may cho, ở đây trời tối quá tôi không có thấy đường. Ừ. Tôi muốn nói với anh á, tôi không phải ăn trộm đâu nha. Thôi tự nhiên anh nói với tôi chi vậy? Anh biết không, hả? Tôi bị công an bắt tội ăn trộm á, mà tôi không phải ăn trộm. Thôi mà tôi hồi đó tôi đâu có biết anh là ai đâu mà tôi nhớ không có nhớ gì hết. Hồi đó hôm đó cái tôi thấy đông đông người, cái tôi chạy ra tôi coi cho, tôi có biết anh là ai đâu mà tôi nhớ không có nhớ gì hết. Thôi anh quên luôn đi nha. Tôi quên rồi. Ừ. Thôi anh ngồi đây ăn hộp dưa đi. Cắn hộp dưa hả? Ừ. Ê, tôi cắn hộp dưa cho anh ăn nha. Trời ơi, anh cắn đi tôi ăn cho. Tôi cắn nhanh lắm đó. Trời ơi, tôi ăn hộp dưa người ta cắn nhanh hơn người ta cắn luôn á. Vậy hả? Không biết hả? Ừ, anh cắn đi tôi ăn nhanh, ăn giỏi lắm nè. Trời hay quá ta. Mất tiêu liền à. Nè. Trời hay quá ta. Anh biết không, có nhiều bữa tôi thấy anh bán mì xong á, cái anh dọn quán á. Trời ơi, tôi tính chạy ra dọn phụ luôn á. Mà tôi sợ tôi dọn xong anh đi về á, còn có mình tôi buồn, cái tôi không dọn luôn. Ê hả? Ừ. Ê, tôi kể chuyện vui của tôi cho anh nghe nha. Ừ, anh kể. Hôm bữa tôi đứng bán bánh mì có chuyện vui lắm anh, mà nghe chứ anh cười đứt ruột luôn á. Trời ơi, vậy hả? Anh coi chừng đứt ruột nha. Ừ. Cái hôm đó nhà tôi đang đứng bán bánh mì, cái tự nhiên từ đằng xa có một ông khách đi lại, trên đầu ông đội cái nón màu đen vậy nè. Ừ. Cái ông đi tới xe bánh mì của tôi, ông mới nói là cô ơi bán cho tôi ổ bánh mì. Ừ. Cái tôi mới nói là dạ. Cái xong tôi mới lấy bánh mì ra, tôi xắt ra, tôi bỏ rau, bỏ dưa rồi, bỏ thịt vô rồi, cái tôi gói lại tôi đưa cho ổng. Cái ổng mới hỏi là bao nhiêu tiền hả cô? Cái tôi mới nói là dạ 5.000. Cái đột nhiên ổng ấy móc ở trong túi ra. Rồi ổng quên đem tiền đúng không? Có. Ổng móc hoài, ổng móc ra một cái bóp màu đen. Cái xong ổng mở ra, ổng đếm hoài luôn. Đếm hoài xong ổng rút ra một cái tờ 5.000. Cái ổng đưa cho tôi, ổng nói là cô ơi 5.000 của cô nè. Cái tôi mới lấy 5.000 tôi bỏ vô túi, tôi nói cảm ơn bác. Cái xong rồi ông cầm một bánh mì ông bỏ đi luôn. Hết chuyện rồi. Vui không? Tôi thấy vui tôi chết liền. Chuyện của tôi cũng giống chuyện của anh hồi nãy thôi mà. Anh không có thấy vui hả? Hai chuyện vui bằng nhau. Rồi, phải công nhận anh cắn hút dưa lẹ thì mới đây mà gần hết rồi. Trời ơi, chuyện nhỏ nghề của tôi mà. Anh đừng có buồn. Thiệt ra đâu phải ai giống như tôi nè. Tôi chạy xe ôm chứ đâu phải ai ôm tôi cũng thích đâu. Tôi biết thân phận của mình mà. Gái đi ôm mà. Anh
mình xăm á. Tôi xăm nó lúc tôi ở trong tù á. Bây giờ mỗi lần người ta nhìn tôi á, người ta nhìn vô cái hình xăm này trước nè, tôi không biết làm cách nào để tôi chùi, tôi xóa nó đi đây nữa. Tôi hối hận lắm. Mà không phải bây giờ tôi mới hối hận đâu. Hồi đó vừa xăm xong là tôi giận, tôi hối hận rồi. Tôi kêu cái thằng xăm mình cho tôi á, tôi nói mày xăm thêm cho tao 3 chữ nữa. Anh đọc đi nè. Hận thằng xăm nè. Bây giờ anh nói đi, tôi phải làm gì để tôi chùi, tôi xóa, tôi tẩy hết những cái hình xăm trên người tôi đây. Tôi phải làm gì, tôi phải làm gì đây? Ba mà thôi mà xạo, điện thoại tao biết à, điện thoại phải cầm cái cục này lên mới nói được, cái này không có cầm. Trời ơi, nói chuyện bằng cái loa mà ba. Ủa là có loa hả? Dạ. Ghê ghê thiệt ta. Hay hay. Ba ơi, ba khỏe không ba? Ờ khỏe không? Dạ cảm ơn ba, con khỏe lắm. Cháu nội của ba khỏe không? Trời ơi, nó khỏe lắm ba ơi, mà nó thương tụi con nha ba. À, nó cho tụi con ăn rồi bắt tối ngày nằm chỗ không à. À, chắc nó tưởng bay bị liệt á. Tía, tía, tía ơi, uống nước rồi tía. Ủa ai vậy ba? À, không có ba, ba buồn, ba tự tạo không khí cho vui. Tía, tía uống nước đi tía. Không có ai hết, có mình anh. Ba không rồi. Nhưng mà hơi vất vả chút. Cái gì vất vả? Ba má ơi. Má vợ mày hành. Vợ con sao vất vả? bà hình như ở dưới đó bà cũng té hồ té ao vậy rồi. Ố bà đàn cua tao mày. ghê lắm. Bà giỡn không à. Bà ừ? Bà ở nhà mình có buồn không? Nói chung cũng buồn nhưng không sao, quen rồi. Bà ở bển mình buồn sao bà không kêu thế nữa chung với bà cho vui. Thế hả? Dạ. Mày đâu ưa nó đâu. Bà nói sao, dầu gì nó cũng là người cùng làng cùng xóm với mình mà. Thôi mày gặp nó mày chửi nó hoài. Đâu có, nó chuyện xưa rồi ba ơi. Ba biết số điện thoại nó không? À, cho con đi, cái gì con kêu lên ở chung với ba. Số điện thoại hả? Ừ. Nó là chạy xe ôm làm gì có số điện thoại. Ờ có số dép được không? Số dép nó là số 42. Ôi ba, liên lạc qua số dép đi. Số dép sao gọi? Chứ nó đâu có số điện thoại, số nhà nó cũng không có nhà nữa. Số điện thoại ba có không? Có không xin đi. Thôi mẹ ơi, nói chuyện nó làm chi, mày ghét nó thêm hồ. Không có, con nói rồi con coi nó như là em vậy mà. Ủa bộ mày muốn nói chuyện nó thiệt hả? Dạ thiệt chứ. Thề đi. Thề. Thề phải không? Dạ. Nó đang đây nè mày. Để kêu ra nói chuyện. Thế
Thế ơi. Dạ. Ra tía biểu coi. Dạ tía. Anh Đặng muốn nói chuyện với con nè. Nói đi. Ông chửi á. Không có chửi. Nó nói chuyện đi. Thế nó, em ngồi ngồi vô đây mới nghe nè. Ủa, anh Đặng hả? À, anh Đặng nè em. Khỏe không Thế? Dạ em khỏe, anh khỏe không anh? Hôm rồi em lên ở với ba lâu chưa? Dạ vui lắm, em ở đây mấy bữa vui lắm anh. Nghe hả? Em sao? Dạ mấy lần ở tù ra em tính ghé thăm anh đó chứ. Mới ở tù ra hả? Dạ. Ở lâu rồi hả? Dạ. Ra khỏi nhà tao mày. Ai vô nhà anh nó bảo anh kêu ra khỏi nhà tao mày. Đuổi khủng nó đi, đuổi khủng đi. Mày đi ra khỏi nhà tao nha, anh tao với mày. Ờ. Tao nói mày á, thằng Thế mà ở tù ra đó, ra khỏi nhà tao. Ở bển cũng có thằng nào tên Thế mới ở tù ra. Chà, chắc tên con đẹp quá nên nó đặt đại trà đó. Nói một lần nữa. Đuổi nó đi, đi ra đi mày. Không có ai hết trơn á. Tao nói mày đó, thằng Thế mở tù rồi đó, đi ra khỏi nhà tao ngay. Ủa, bộ con đuổi này, đuổi thằng Thế này á hả? Còn ba nữa, tôi nhờ ba coi nhà, ba hết chuyện rồi. Ba đem ba cái thứ đầu trộm đuôi cướp vô nhà tôi ở là sao? Bậy con, đừng có nói em vậy, tội nghiệp nó con. Dù gì đi nữa nó cũng là con của bác hai. Ngày xưa bác hai cũng đã từng giúp đỡ mình trong cái cảnh túng nghèo. Con đừng nói vậy, tội nghiệp em con. Tôi không cần biết bác hai nào ở trên, tôi chỉ biết là thằng Thế mới ở tù ra thôi. Con ơi, biết là em nó ở tù mà con nhấn nhá chi cái chữ ở tù hoài vậy? Nó ở tù tôi nói ở tù chứ. Thì biết là nó ở tù, nhưng mà bây giờ nó ra rồi, nó không có người thân, cha mẹ không có, anh em không có, nó cần người thân bên cạnh con à. Đừng có nói vậy em nó buồn tội nghiệp nó. Cứ cho là như vậy đi. Nó cần ba an ủi nó. Còn ba, ba cần nó làm cái gì? Cần chứ sao không cần con. Cần cái gì? Nhất là những cái lúc như vậy nè. Tụi bay đi bỏ tao nhà có mình ơi nè. Có tụi có thằng Thế ba cũng cảm thấy an ủi cho con. Ba, thời buổi bây giờ là thời buổi gì mà tại sao trong đầu ba cứ mang có những cái ý nghĩ nhà quê không vậy ba? Tao đâu có phải người thành phố đâu. Ba là người nhà quê mà. Thành thử cái ý nghĩ ba nó phải nhà quê. Nhưng mà con ơi, sau này con mà gặp hoàn cảnh giống như ba rồi á, con mới thấy cái ý nghĩ mà con cho là nhà quê đó, nó sẽ về xuất hiện trong đầu con liền. Ba lầm rồi. Đối với tôi hả? Có cũng được, không có cũng không sao. Gì vậy? Gì ồn ào vậy? Gì vậy? Má em kìa, nói chuyện với má em đi. Thôi, đừng nói, nó tụi đây nó má, kìa. Má ơi. Má. Nó nói chuyện với bà kìa. Ông vô duyên ghê, ông đâu bị chửi rồi, ông kêu tôi ra đây, chửi chung. Má ơi, con nè má. Má có đó không? Có. Trời ơi, má ơi. Con kêu má lên đây làm cái gì? Con đi con dặn má làm sao? Hả? Con kêu má với ba lên đây làm cái gì, coi chừng nhà giùm vợ chồng của con. Sao má để cho ba dẫn ba cái thứ đầu trộm đuôi cướp vô nhà con vậy hả má? Nào có. Ba con lắc hai cái tay nói là không có. Con ơi, có ai đâu con. Thì ở nhà có mỗi mình có má nè. Với lại có tía con. Với lại có con Ánh với thằng Thế đâu có ai. Cái gì có con Ánh đâu đó. Con Ánh hả? Trời đất ơi má ơi, nhà con là nhà cao sang quyền quý chứ không có phải là nhà quan chết chủ mà ba má muốn đưa ai vô nhà thì đưa. Bây giờ hết trộm cướp rồi, bây giờ tao đỉ điếm vô nhà con nữa hả? Con hết nói nổi má nữa rồi. Anh, em mới la má em á, anh la ba anh đi. Trời ơi, ba vừa làm ba chưa? Cái điện thoại nó nằm đây nè. Ba vừa làm ba chưa? Bây giờ ba má nghe cho rõ nè. Ba má lập tức đuổi thằng Thế con Ánh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Ba xin con cái này nghe con. Xin không có xin tiền đâu, đừng sợ. Xin gì ba? Con cho tụi nó ở trong nhà này khoảng 1-2 bữa nữa thôi. Trời đất ơi. Chi vậy ba? Ba mừng đám cưới cho tụi nó xong rồi đi. Trời đất ơi, anh nghe chưa? Anh nghe ba nói chưa? Ba vô nhà, cho tụi nó vô nhà ở. Còn chính chuyện cho nó cưới hỏi nè. Ba ơi, sao vậy ba? Ba má nghe cho kỹ. Tôi không muốn nói nhiều nữa nghe chưa? Tụi nó một lần chót nha.
Bà má lập tức đuổi thằng Thế con Ánh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Còn ba đó, ba về quê luôn đi. Ôi trời ơi. Đáng vừa phải nha. Ông xúc xỉm tôi sao cũng được nha. Ông Hồng với Tía hả? Tôi đã chết cha ông luôn á. Cái gì? Mày nói gì? Mày đánh ai hả? Thế mày nghe cho rõ nè. Mày không có tư cách gì nói chuyện với vợ chồng tao hết trơn. Giữa tao với mày là hai tầng lớp khác nhau. Tụi tao á là tầng lớp quyền quý cao sang. Còn mày á hả, chỉ là cái thứ trôi sông lạc chợ mà thôi. Cầm mày á. Trời ơi. Trời ơi ông ơi. Ông ơi. Tao cầm mày. Tao cầm mày nói thằng Thế là trôi sông lạc chợ. Nó có trôi sông lạc chợ, nó cũng còn tình nghĩa hơn mày. Miếng cơm của cha nó mày ăn còn dính ở cái răng kìa. Bây giờ mày dở giọng phản hả mày? Tao không ngờ tao có đứa con mắt dại như mày. Được rồi, tao sẽ dọn ra khỏi nhà này cho mày vừa lòng. Cảm ơn ba. Chị Xui à? Dạ. Tôi với chị mà về quê đó thì hai đứa này ở trên này không ai lo hết. Tụi nó mồ côi mà chị. Thôi thì tôi tính vậy. Bao nhiêu tội lệ mà thằng Đặng nó bắt tôi thì tôi chịu cho. Nhưng tôi quyết định rồi chị Xui. Tôi quyết định rồi. Chắc chắn đám cưới của thằng Thế và con Ánh phải được tiến hành. Ờ, vậy đi. Tức mà. Thôi vậy. Dạ, biết sao mà ông làm như vậy. Đưa ba cái thứ. Thôi. Ba nhà ở không. Cằn nhằn từ nãy giờ nhức đầu quá. Lại đi ngồi với em nè. Qua đây. Đừng có bực bội nữa, hồi nãy giờ la là hai ông bà cũng sợ lắm rồi, dọn đồ về quê rồi. Phải không? Không có buồn gì nữa hết trơn trời á. Qua đây làm gì? Qua đây là vợ chồng mình ăn Tết với con, phải không? Phải vui vẻ lên con mình nó mới vui được chứ. Đi qua đi lại cằn nhằn này con mình nó về khuya nó ngủ nó thức dậy làm sao? Để nó ngủ một chút nữa. Uống miếng trà đi. Cho nó ấm. Uống đi mình, ngon lắm ạ. À. À mình. Sao à đồ đạc mà đem theo được rồi đem chi hai cái bộ lư chi cho nó chật cái vali mình vậy? Bà không biết gì hết trơn á. Sao? Tôi đem cái bộ lư qua đây á để ngày Tết mình trưng lên bàn thờ có không khí mình nhớ ông bà tổ tiên, hiểu chưa? Em quên mình giỏi đó. Ai vậy đây? Đây ông xã quay qua dòm cái coi. Sao? Chà, qua bên đây con cái nó mua đồ ăn ngập mày ngập mặt. Nhìn cái mặt của mình nè, nó tròn giống hệt như cái tuổi của năm nay luôn vậy đó. Năm nay con gì vậy? Dạ Đinh Hợi á mình. Bà lấy bài vô năm tôi thấy bà vô duyên. Chuyện em với chồng với con. Thấy mình buồn bực chồng cho mình vui vậy mà. Đứng hoài. Danny. Yes. Where's my earring? I don't know. Oh it's here honey. Thank you darling. Con mình nó vậy rồi. Thiệt đó nha mình. Em nó không có uổng tiền cho con mình nó qua Mỹ ăn học, mình thấy không? Ừ. Nó qua đi có mấy năm mà nó nói tiếng Anh hả như gió vậy đó mình. Chừng nào mà nó qua Mỹ đó. Dạ. Mà nó nói tiếng Lào mới hay. Nó qua đây thì nó nói tiếng Mỹ như gió rồi. Mà sao kỳ thế? Nói cái gì cũng chẳng hỏng người ta. Hai má. Ô con. Hai ba. Ngồi đi con. Ba má qua mà không báo trước cho con biết trước gì hết trơn à. Mà mùa này qua như vậy là lạnh lắm. Trời ơi má biết rồi nhưng mà muốn cho con bất ngờ biết. Dạ. Không qua ăn Tết với con. Dạ
Nè ba má có lạnh thì tăng cái máy sưởi lên chút xíu nha. Ờ tụi con có mua đầy đủ cho ba má hết trơn á. Má lạnh lắm đúng không? Lạnh. Nhưng mà con thấy ba má qua như vậy con tụi con vui lắm. Với lại ba má cũng phải thông cảm cho tụi con là tại vì bạn gái con á không có nói được tiếng Việt á. Thật ra không có. Má hiểu mà, không dạ. có gì đâu, có gì con dịch lại ba má nghe. Dạ. À, ba má ăn gì chưa? À, má chưa ăn gì hết á. Mình ăn gì chưa vậy? À, tôi ăn rồi. Sao mình ăn mình không kêu em ăn với? À, tôi ăn tối hôm qua. À, tôi đâu có... Tật mất họng không bỏ à? Ba con, dạ, ba con chưa ăn. À, con xin lỗi ba má. À, tụi con có lo đồ ăn cho ba má rồi. Chà, giỏi vậy. Honey. Yes. Where Derek first? Yes. Hello. À, con. Danny. Ờ, con xin lỗi ba má. Yes. Danny. Đẹp quá không? Do you still remember today we are going to Hawaii? I know. Your parents here. Who will take care for them? All right. I bought everything for them. Don't worry, honey, okay? But they can't speak English. If your parents go out, they lost the way to go back home, so how? Oh my God, this is my parents, okay? I will tell them about that. It's okay. Danny, you talk with them. If your parents cannot take care of themselves, you have to stay at home. I will go alone. No, please, don't tell me about that, okay? Hay quá! hay quá con! Nói tiếng Anh như là chim hót. Dạ. I could say about this, I will go alone. Con. Hay quá con. Ba má vỗ tay gì? Khen tụi con nói tiếng Anh hay. Tụi con gây lộn á. Gây lộn hả? Ờ, nhưng mà gây lộn một tiếng Anh cũng hay. Bữa nào chỉ ba má đi con. Ê, ba má gây lộn tiếng Việt hàng xóm để ý quá. Ba má à? Đúng quá. À, con xin lỗi ba má nha. Tụi con có chuẩn bị đồ ăn cho ba má rồi. Nhưng mà không biết tại sao là bạn không. Thôi vậy được rồi. Đừng có gây gỗ nhau mà. Đừng có la lối nữa. Hurry. Yes. Hurry up. Coming now. Con bình tĩnh lại. La nó. Good morning. Dạ, có đồ ăn sáng. Qua quanh kia, quanh kia cho hai bác cháu ngồi. Good morning, mom. Daddy. Good morning. Sư tư. Mình nó có con cái mà nói em vậy đó hả? Yeah, it's funny, okay? Con. Don't worry. Trời ơi, ông ba con giỡn á. Chứ má hiền lắm. Yeah. She say he okay. How are you today? Are you feel cold? Bạn có hỏi hôm nay má có khỏe không? Có thấy lạnh không á? Lạnh, lạnh lắm con, nhưng mà gặp tụi con này ấm lại liền à. Mom. À, ăn đi bà. À, ăn đi mình. À, bà. Sao vậy con? Thì kêu, nó kêu mum. Nó kêu mum. Ăn đâu, mum là mẹ. Trời ơi, nhả ra. It's okay. Xin lỗi con. Ông không biết. Yeah. Ba ơi là ba. Daddy, you are funny. Mom, sometimes I'm and Danny talking so loud, but nothing happened. You don't worry, it's okay? Bạn con xin lỗi ba má. Chuyện hồi nãy hai đứa tụi con có lớn tiếng với nhau mà. Ba má đừng có buồn nha. Không sao, không sao đâu con. Trẻ mà cãi nhau vậy mốt hết hà. Ba má... Ba má thôi. Yeah, mom, I cook some breakfast for you. Yeah, daddy, I got pizza. Yes. Beef steak. Yes. And noodle soup. Yes. Daddy, what would you like? Yes. Mom, Danny, mình nghe được tiếng Anh hết vậy đó hả? Yes. mình còn nó nói gì vậy? Anh nói lại cho em nghe với em có biết gì hết trơn á. Yes. Em biết là mình biết rồi. Nhưng mà con nó nói cái gì mình nói cho anh nghe với. Thì nó nói là... Gì mình? Yes. Em biết rồi. Nhưng mà nó nói cái gì vậy em không hiểu. À, thì nó nói là... Danny dịch con. Không biết thế nào cũng tới con mà. Má à, đây là đồ ăn sáng của ba má. Đây là... Pizza, beef steak, noodle soup. Ba má muốn ăn gì? Ủa, con dịch chưa? Dịch chưa con? Dạ, con xin lỗi. Pizza, bánh ở bên Việt Nam kêu là bánh pizza.
bánh pizza tròn 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 mà. Biết má biết, má biết. Cái này bistec là thịt bò bít tết á. Rồi rồi má biết luôn. Noodle soup là nuôi nuôi mì gì cả, nấu theo kiểu Ý á mà. Rồi rồi má biết, má biết. Phải là soup. Chén hồi nãy qua đó. Daddy please. Not for you. Cảm ơn con. No, thank you. Tôi xin lỗi bà má. Oh, hi Tommy. Yeah, how are you today? How is it? I'm fine. Good? Oh, really? You came here? Thank you. Okay. Oh, no, I'm sorry. I'm sorry. Enjoy, enjoy. Okay, wait a minute, okay? Yeah. Okay, thank you. He came here. Tommy. Huh? Yes. À, ba má, con xin lỗi ba má. Excuse để cho con yeah. vô sửa soạn đồ đang đi du lịch chơi mà. Okay. Đi du lịch hả con? Đi du lịch khỏi ăn. Ủa, tụi mình đi du lịch. Một tí ăn sao mình? Ra sân bay ăn. Bận đồ sẵn đỡ quá. Để em chỉnh con. À, sao? Vỗ tới không? Được, vỗ tới chậm rồi xong. Đó là mình em sao? À, được, ba được. Đẹp lắm. Oh. Honey. Yes. You buy some fruit for them? Yeah. Daddy, I know you like banana. Trời đất ơi, con ở bên Mỹ mình cũng có cái khu du lịch banana đó hả con? Trời ơi, có khu du lịch banana hả con? What's banana? Bạn con nói banana kìa. What's banana? Mom, huh? you also like banana? Oh my god. Đó. No. Ở đây là không có cái khu du lịch banana gì đâu nghe. Banana là... Là gì con? What's oh my god. Là gì? Là cái trái. Trái gì? Trái gì con? Ba nhớ hồi đó ba dẫn con đi học bơi á. Ừ. Đứng trên cái hồ á, cà nhảy là gì? Mình nhớ không? Nhảy. À, chui xuống. À yes. Trái chuối. Oh my god. Oh, I'm sorry. Banana Vietnamese chuối. Oh. Okay. Yeah. Công nhận bà hay. Dạ dạ. Có trái chuối à. Mà bà đưa vô nguyên khu du lịch Bà Ná luôn. À, bà má không có biết mà. We are late. Okay, wait a minute, okay. À, ba má à, bây giờ ba má ở nhà. Tụi con phải đi du lịch chơi với bạn. Đâu. Ba má phải đi chung với con chứ. Mình xách cho con đi mình. Ờ, đúng rồi. Ủa, đâu có đi chung được. Danny. Okay. Trời ơi con đừng có lo, mình có tiền mà, có gì mình ra mua vé là đi được liền. Ba má qua đây là để chơi với con biết không? Con biết mình có tiền. Nhưng mà bây giờ đang cái mùa này á, mình khó đặt vé liền là bây giờ lắm. Má hiểu không? Không có sao, có tiền là đặt vé được hà, con đừng có lo. No, má nghe con nói nè. Sao? Tụi con đi chừng khoảng một tháng tụi con về thôi. Daddy. Ba má qua đây là ở chơi với con một tháng. Một tháng con thôi đi con. Du lịch một tháng là sao? Ba à, con biết rồi nhưng mà tụi con quen nhau biết bao nhiêu lâu nhưng mà tụi con chưa biết được cái mặt Hawaii đó là sao chân á. Ba má cũng biết. Không có biết, ba má không biết luôn con. Nhưng mà ba má sẽ đi sao ok được không? Con hứa về chơi trước một tuần chơi chung với ba má ok. Mọi thứ con cũng mua hết rồi. Ở nhà ba má có buồn, ba má có gì coi TV, có rất là nhiều đài ok. Con let's go. Con đi ba ơi. Con nói cho ba má đi với. Come on. Đây. Ok, you enjoy at home ok. You take care yourself. Nè. Daddy, I will be home soon. You take care for mom ok. Goodbye. Nè. Danny. Oh. Đó, thằng này nó giỡn. Đi hả con? Sorry, con xin lỗi mà. Dạ. Đây, con xin lì xì thôi, cho ba. Lên okay. Máy bay rồi ấy lì xì chi nữa con, mình lên ngồi đi chơi mà. Ồ, thôi, tụi con đi thôi. Ba má bây giờ có tiền rồi, ba má cứ muốn mua gì cứ việc thoải mái mua. Nhưng mà tuyệt đối là đừng bao giờ đi ra đường nha. Tại vì ba má phía sau, ở đây á, ít người Việt lắm. Mà bây giờ á, tuyết nó đang nhiêu đây nè. Ba má đi đâu đường lỡ có chuyện gì tụi con không biết sao mà phải tính hết trơn á. Vậy ba má phải ở nhà hả con? Con sẽ về sớm chơi một tuần với ba má, ok? Con. Bye mom. Bye đi, khum xuống chút xíu đi. Ok, goodbye, see you later. Con trai. Cái tiền này á, là nó mướn tôi với bà con nhà em, nó chứ lì xì cái gì.
world where beauty meets exotic locale, only one magazine stands alone, SI. Braving any obstacle, surmounting any... trên đất lành cùng vui đất nước bình yên, vui chung mái nhà nhà êm ấm lúc hoàng hôn. Ngày qua nắng sớm chiều hôm chăm lo cây cày đồng xanh lúa vàng. Đi về ai ơi mấy chung tình. Khóc cái gì? Khóc cái gì? Hả? Trời thay nắng trôi bình minh, non sông nước Việt đẹp xinh, bát ngát đồng xanh. Mình phải về thôi. Nghe sông Thái bình thường. Mình về thôi. Em về tình thương. Tình thương trên đất lành cùng vui đất nước bình yên, vui chung xong chưa trời gì mà sắp sửa vô dữ trời. Xong chưa đây? Xong chưa à? Cái gì vậy anh Xuôi? Ở nhà có mình tôi anh nó cứ làm tôi hết hồn. Bà mới làm tôi hết hồn. Sao? Nghĩ sao đám cưới người ta bà quất cái áo đỏ lè còn chữ song hỷ to tổ lái trước ngực à. Đám cưới con chứ không phải đám cưới bà. Biết rồi. Tôi nói bà nghe nè. Rần rần ha, tính 5 ngày trời rồi đó. Tôi sinh nó có 2 ngày thôi mà bữa nay 5 ngày rồi. Bà cũng chưa lo xong. Giờ có áo cưới cho nó chưa? Sao biết không xong? Trời ơi trời, tôi lục tung hết nguyên cái tủ quần áo nó luôn. Cuối cùng quất được bộ đồ đẹp hết biết luôn. Đi mai hả? Cậu dám mai đâu, nghĩ sao mai có ra được khỏi nhà đâu mai cha. Chờ đâu? Quần áo của con Phụng á, tôi lục hết lên. Giỏi, giống tôi lấy cái áo vest của thằng Đạo toàn thế mặt. Vừa y thinh. Vậy heo, à. Vậy sao xong chưa, sao chưa? Kêu xong nó chưa ra đi, kêu nó ra đi. Hai đứa à, xong chưa kìa. Anh ơi. Ra đi coi. Nào, ông đâu đẹp hết hồn luôn. Đẹp dữ lắm. Đó. À, thấy cái áo nó bận vừa không? Vừa chứ, đẹp quá. Vậy, đưa ra vậy cho nó vừa. Đưa ra. À, đó, vậy nó vừa. À, đẹp chưa? Bước ra đây chưa? Coi. Đưa ra, con dâu ta đâu? Cho coi coi. Đẹp quá. Đó, sừng sững dễ thương. Bà giang ra. Sao vậy? Nè, cái bức tranh đẹp của người ta hết. Trời ơi, con dâu tôi nó đẹp thấy ớn không? Lên đèn đi. Năm ngày coi chừng nó về bất tử thấy bà. Lên đèn lẹ lẹ thế hả? Lên đèn đi con. Rồi nhanh. Rồi chưa? Đây nè, bây giờ tôi đang lên đèn đây. Rồi làm gì tay chân rung dữ cha. Mừng rung. Nhanh tía để ông về cái tía. Cái gì vậy? Dọn đồ. Nói gì vậy? Làm sao bây giờ tía ơi? Để đó. Lên vô vô chờ. Áo lên nè. Áo vô đi. Dạ, chào bác. Đi đâu đi cả bầy lên. Dạ, đi ăn đám cưới. Nhà này đám cưới ai ở đây mà đi? Có, đám cưới thế mà. Nhà này nhà thế hồi nào? Nhà này nhà của con tao. Nhà thằng Trọng, không phải nhà thằng Thế. Thằng Ủa? Thế nó không có ở đây. Nó không có đứa nào tên Thế. Ủa sao kỳ ta? Thằng Đặng gài mày về phải không? Đừng qua mặt được tao nó mày. Thằng Đặng đâu? Dạ đây, thằng Đặng đây. Mày mở mặt ra coi. Mày dở ra coi. Mày về đây mày còn trùm đầu trùm. Dạ, chào bác. Ủa đâu phải. Đó, Đặng đó. Đặng với tụi con là chung tập đoàn xe ôm như thế đó. Dạ. Ủa xe vô nhà trùm đầu chi mày?
Tại con bị mề đay nên ra gió không có được bác. Dạ, thì ra là vậy. Bạn thấy ăn. Dạ. Vô vô. Dạ. Quen đó đi. Trời ơi. Làm hết hồn hết vía. Trời ơi, bạn của anh kìa. Bạn bè hả? Trời ơi, đông vui quá. Làm hết hồn. Để đợi tiếp, để đợi tiếp. À, lên đèn, lên đèn. Lên nhang cấp nhang. Cái gì nữa? Chết mẹ, cú này dính rồi. Thoát một cú thôi chứ. Cuộc đời đâu hên hai lần. Dạ chào bác. Đi đâu đây? Dạ, dạ bác ơi, cho con gặp chị Ánh đi bác. Nhà này không có đứa nào tên con Ánh. Dạ không, rõ ràng là hỏi đây nhà của anh tới ăn đám cưới mà bác. Các cô đã sai rồi. Các cô đã tìm lầm địa chỉ rồi. Dạ nhà không. Này nhà của con Phụng con tôi đó. Dạ không. Bác. Con Phụng gài tụi bay về phải không? Dạ không có. Con Phụng đâu? Dạ Phụng đây. Dạ con Phụng đây. Mày không phải con Phụng. Dạ con Phụng nhưng mà con là Phụng chết rạ. Mày bịt miệng là bị trái rạ hả? Dạ. Tụi bay lại gì của con Ánh? Dạ, tụi con là bạn hàng của Ánh đó, bỏ mối hành ngò ba tê với Ánh đó. Vậy hả? Dạ. Vậy là mừng rồi. Nhưng mà cuối cùng suy nghĩ con tôi với con bà chơi toàn thứ bệnh không? Thằng chồng thì chơi mè đai, con vợ chơi trái rạ. Sau này tụi con ráng đẻ ra một số con cái nữa để tìm một cái bệnh gì đó chơi với nhau luôn ha. Anh quen bạn con. Ủa, quen à, vô. Ủa bạn hả? Trời ơi, trời ơi, tụi mình đứng cho tao đứng cho che tao hết trời. Để đâu, để đây. Trời ơi, đứng cho tao đứng cho. Trời ơi, đứng thì che tao trời ơi. Không có che đâu, bà đứng đâu cũng hực sáng một góc trời. Đứng đây đi. Rồi, chuẩn bị làm lễ. Mấy đứa đứng đàng hoàng lên đèn này. Lại lên đèn. Đây. À, hai đứa con. Còn đây tôi cây, bà cây. Anh cây, em cây. Dạ. Giữ mức độ. Đám cưới con chứ không phải đám cưới mình. Dạ. Suy nghĩ viễn vông. Lại lẹ tiếp, để ông về tiếp. Rồi. Xong. Hai đứa. Lại. Chưa. Từ nghe tao hô đã chứ. Từ con. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường à. Phu thê gia quái. Chưa. Bạn bè giao lưu. Như vậy nó mới có trình độ. Không lẽ để cho bạn bè đứng không? Rồi xong. Tới đây ngồi. Ngồi đi con. Tới đây ngồi đi. Đây là quà của mấy đứa nhỏ tặng đây phải không? Dạ. Lần sau đừng tặng quà nha, lần sau đi tiền đi. Ê, sao không có tặng quà bé mà? Không có lần sau, một lần là thôi. Vui quá rồi, nó quýu rồi. Xong. Bây giờ là vậy. Bây giờ tía muốn nói với tụi con một cái vậy. Bữa nay tía vui lắm. Hai đứa con thắp nhang trên bàn thờ. Coi như là hai đứa đã thành vợ thành chồng. Tía cũng không biết nói làm sao với tụi con. Thôi thì tía có vài lời như vậy. Đám cưới nó đơn sơ bởi vì hoàn cảnh. Tía chỉ muốn sau khi thắp nhang lên bàn thờ rồi, hai đứa là vợ chồng rồi, thì phải ráng yêu thương nhau, giúp đỡ cho nhau, nương tựa nhau mà sống. Vú với lại tía con lên Sài Gòn kỳ này không biết còn cơ hội để lên nữa hay không. Bình tĩnh. Phải biết ngăn sự xúc động. Hai đứa con đều là mồ côi, ráng nương nhau mà sống. Đừng khóc. Tía ơi, ngày vui mà tía. Đừng chảy nước mắt. Đáng lý ra đó tía phải đưa hai con về quê, nhưng vì hoàn cảnh giờ trong túi tía không còn đồng nào hết. Tía thôi,
phải biết ngăn lại sự xúc động, phải biết kiềm chế. Thôi tôi nói không được, chị xui nói đi. Thôi được rồi, để tôi nói cho. Ông không biết kiềm chế gì trơn à. Hai đứa dạ. Bây giờ á, Vũ xin tiếp lời với lại tía con. Vũ chỉ nói hai điều ngắn gọn thôi, rất là xúc tích. Các con, các con phải biết. Ôi trời ơi, ôi mà đám cưới nó mà. Má kèm lại má đừng có khóc. Anh ơi, anh. Ôi cũng hai người khóc á. Hồi nãy tôi từ từ tôi trào ra nó được rồi. Kiềm chế làm chi rồi chờ thời gian nó hòa vỡ. Tôi xin lỗi, tôi ngăn không được xúc động. Thôi Vũ xin nói về vậy. Nói đi. Các con ơi, các con sống á là phải biết yêu thương nhau, phải biết nhường nhịn với nhau dạ. Phải sống chung thủy với nhau. Mình sống làm sao á mà trước rồi sao, sao 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 trước ủa vậy là sao, lại là sao, là sao sao là sao. Văn từ lại đi hết, bà cũng chụp được cái chứ, chụp được từng chữ cái nhưng ráp sai thôi phải không bà, nghĩ sao ý bà. Tôi hiểu rồi, trước làm sao thì sao làm vậy. Ờ đúng rồi đó, ý tôi muốn nói vậy đó, ý mà bà nói quên vậy một đó. Người trước sao, sao sao là sao là sao. Mai không có một người nhanh trí như tôi là chết cái câu này liền. Thôi ngưng lại đoạn đó đi. Điều tía muốn nói với hai con bây giờ đó là tía chỉ muốn hai đứa sau khi đã là vợ chồng rồi thì dù giàu hay nghèo cũng phải biết yêu thương nhau. Sống trên đời này đồng tiền nó cũng cần, nhưng cần nhất là tình nghĩa. Tiền con có thể làm được, nhưng tình nghĩa khó tìm lắm con. Nhớ ráng nương nhau mà sống, và nhớ là phải biết tình biết nghĩa, nghe chưa? Dạ nhớ. Đó thì ủa tụi con đã nói cái gì đâu tía. Tía nào trả lời. Trả lời đi. Dẫu nghe xa xôi lắm nhưng chỗ, mà chỗ đám cưới đừng có giỡn nha. Bà nói đi, tôi nghe hơi này quen. Các con ơi dạ. Các con sống ở đời phải có cội nguồn nghe con. Phải có ông bà cha mẹ, những người sanh thành ra mình. Dù như thế nào đừng bao giờ quên cái phận làm con. Nhớ chưa con? Nhớ dạ, chưa? Nhớ. Dạ nhớ. Đó. Hơi này quen quá. Nghe nữa nghe ông. Hồi nãy mấy con mắm đù này vô có đóng cửa không? Ui, chết mẹ rồi. Tức là vậy là sao? Vậy là sao anh xui? Ai biết ở đâu? Chết tôi rồi sao kỳ vậy trời? Không lẽ nào nó về đâu? Nó về nào sao kỳ? Nó về nào, đi đi. Chạy đi. Trả áo vô con ơi, cởi ra. Chạy đi mày ơi. Chạy đi. Không ai đi đâu hết. Cái gì vậy? Ba má. Con mời ba má lại đi. Cho tụi con nói chuyện. Đặng ơi, má xin lỗi con. Má ngồi đi má. Má xin lỗi con má. Má không phải vậy. Má ngồi đi. Má không biết gì hết. Tất cả mọi chuyện cho chắc chắn. À, bây giờ chịu lộ mặt rồi đó hả cô em? Hèn. Tôi không ngờ bà hèn như vậy. Tôi hối hận khi làm xui với bà. Mà cũng may trời thương người ở hiền, nếu không tôi đã siêu lòng với bà rồi. Trời ơi anh xui. Nó về đúng lúc quá. Anh ơi, trái nhà con này không phải con chuột rồi. Nó ghê hơn con chuột. Được rồi, bà không chịu để tôi chịu cho. Bây giờ tao ngồi đây nè, mày muốn giết muốn chém muốn mần gì mần đi. Dạ, dạ thưa ba, dạ thưa má, dạ thưa tía, dạ thưa vú. Mấy ngày qua vợ chồng con qua bên Mỹ đi ăn Tết với con trai của con, thì nó cũng theo bạn bè bỏ vợ chồng con đi chơi à, để có hai vợ chồng con ở nhà có một mình. Tự nhiên con nhớ đến tía với vú. Tía với vú có dặn vợ chồng con á là Tết nhất mỗi năm
gia đình được đề huề. Vậy mà vợ chồng con lại bỏ tía với vú ăn Tết ở nhà có một mình. Con xin lỗi tía với vú nhiều lắm. Con bà nó uống lộn thuốc rồi. Dám đâu. Hai đứa nó sò như hai con cò. Dạ, thưa Tú, thưa Día. Tía Vú. Dạ, thưa tía, thưa Vú. Dạ, những ngày con sống ở bên Mỹ với đầy cháu nội của tía, con mới biết thế nào là tình ruột thịt. À, hôm nay hai chồng con về đây là xin tía Vú tha lỗi cho hai vợ chồng con. Dạ, con xin quỳ xuống đây để xin lỗi với tía Vú. Hai đứa uống chung hữu thuốc. Tao bị lừa hoài. Đừng có giả nhân giả nghĩa. Tao sợ lắm rồi. Có đâu Vú. Tía nói thiệt mà. Thôi dẹp đi. Thôi. Con thiệt lòng không mà. Không có đâu mà Vú. Tía, tía tin vợ chồng con đi. Được rồi. Thế, ở đây. Đặng ơi, đừng đánh em. Mày quánh á, mày quánh á, tao quánh chết cha mày. Đặng ơi, đừng đánh em Đặng. Đừng mà Đặng, đánh em Đặng. Không có tao, nó không có dám mặn gì mày đâu. Không có đâu. Dễ gì? Không sao đâu tía. Hồi đó ngoài giang hồ con bị người ta quýnh hoài à tía. Mù vậy mà cũng phe. Đừng có đánh em mà Đặng, tội nghiệp mà Đặng. Không có làm gì đâu. Thế. Anh ơi, em xin anh đừng có đánh chồng em. Có đâu. Chồng chị không có đánh chồng em đâu. Em đi ra đi. Để anh. Anh không sợ đâu. Giờ anh muốn gì nói đi. Thôi con. Anh nói chứ. Con mày cũng dữ dằn. Trời, có sao không? Có sao không vậy? Không biết nữa sao nó đi không được. Ủa sao mày? Con lấy cái cùi chỏ giật đi ra mà bắt đi. Tới giờ này mày vẫn còn xạo. Quánh trên lưng mà đau cái chân là sao? Đúng rồi. Cái xả trên này không. Cũng cái quyệt tía. Tía dẫn nó đi báo bộ đi, con gãy dai rồi. Không phải xạo à. Nói không phải bình cho nó mới vỗ cái mày té. Cứ yếu tía ốm gì giang hồ. Qua đây. Thôi được rồi. Để anh dìu em qua vậy. Ui da. Anh nắm mạnh quá. Vừa vừa. Anh bỏ bỡ. Sao giống công cho. Công quá. Qua đây. Đây. Đây anh nói cho em nghe. Trước hết á, thì anh xin lỗi em là cái vụ hôm bữa trên điện thoại anh có hơi lớn tiếng với em. Ừ, cho anh xin lỗi. Thôi em tha lỗi đó. Cảm ơn em. À, chuyện thứ hai là anh cảm ơn em trong thời gian chị đi nước ngoài thì em đờ lại đây chăm sóc cho tía Vú. À, một lần nữa anh cảm ơn em và để chuộc lại cái lỗi mà anh đã làm với em thì bây giờ anh đề nghị là hai chồng em sau khi đám cưới cứ dọn thẳng vô nhà anh chị ở. Được đó mình. Em không có dám đâu anh ơi. Mà không ý ý anh vậy mà anh xây cho em cái phòng riêng nha. Được xây một phòng riêng. Nó gắn cái lạnh nữa đó. Nó đang chịu đó, xin luôn cái hồ bơi cắm luôn. Đòi được rồi cho đáng. Được rồi, hồ bơi máy lạnh gì anh cũng làm hết. Cái bồn tắm có massage. Được. Chạy hôm nay về mệt em nằm đó cho em massage. Thôi được rồi. Anh mặc áo cho em chứ. Rồi đây, áo này của anh nè, đó cho em luôn đó. Trời ơi, nãy quăng cái chống mặt cho nó rồi. Phải cho nó tìm đi sửa đó, hơi bị dài. Bố anh mai áo là phải ngắn ngắn đầy mới bận đó nha. Được rồi. Anh qua đây. Đám cưới của tụi em thì anh chị cũng gấp gáp quá, không có chuẩn bị gì hết trơn á. À nè, chị có món quà. Coi như vợ chồng chị gửi cho vợ chồng em chúc mừng hạnh phúc nha. Em cảm ơn chị. Anh ơi. Rồi vậy đó, vui đó. Chị em cho vợ em nguyên cái nhẫn luôn, anh cho em cái nào không? Tự giác đi, đừng để người ta phát giác. Cái có học xoàn á. Còn đòi hỏi quá đáng. Đồ thiệt đó. Đồ thiệt đó.
không phải đồ giả đâu, đeo cho em đi. Dạ, đồ đá, đá tốt đó. Đó, con đồ thiệt đó mày. Dạ. Ánh mắt mày, mày cứ nghi ngờ không à. Con đeo đồ giả bị dị ứng. Ờ, đó, đồ này đồ thiệt mà con. Cái này tía biết mà, không phải đồ giả đâu. Cái này đá non nước mà. Rồi, rồi tí nữa có trả lại không anh? Ừ, bây giờ khỏi trả, mày vô trong trả lại. Trả đi, không trả không yên với nó đâu. Con tao đẻ tao biết mà. Dễ gì ăn. Bây giờ xin phép tí vú đi còn gọi điện thoại chú nha. Ê, coi chừng nó kêu không ăn đó. Trả đi, tao biết ngon dài mà. Mày ngon dài, trả nhẫn rồi đi. Không có, không có, không có, không có. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trời đất ơi, tí ơi, chứ làm gì vậy? Mình gọi cho ai vậy? Mày gọi công an. Đâu có gọi công an. Mình gọi cho ai? Gọi cho nhà hàng tiệc cưới. Trời, nhà hàng tiệc cưới tí. Cứ gọi nhà hàng tiệc cưới mà bà răng răng à. Ông quá, ông quay lại ông đi. Lôi chơi à. Để mình suy nghĩ coi. Ờ, tôi. Ừ. Dạ rồi mà. Alo, phải nhà hàng tiệc cưới không ạ? Dạ, dạ, dạ. Làm ơn cho đặt gấp hai bàn. Dạ, dạ. Mình, anh ơi, cho đó. Hài, hài. À, chỗ đó có văn nghệ giúp vui hả anh? Dạ, anh nhớ mời cho được nhóm kịch Nụ Cười Mới á. Dạ, mời, mời cho được Hoài Linh nha. À, tôi thích. Dạ, không coi thằng đó thấy gớm lắm. À, cảm ơn anh nha. Dạ. Nó xương không, coi gì. Kêu thằng nào mập mập, ví dụ như Chí Tài đi. Dạ, vui nè, phải không? Dạ, dạ, dạ. Dạ, vậy tao mới vui. Tao lên ăn Tết lắm chứ phải được vậy chứ, phải không? À, vậy từ đây anh em tụi bay yêu thương nhau vậy là vui rồi. Dạ. Bà Giang đang là quánh bà đó. À, mình dám đi rồi không? Một đời còn nhiều lo toan, những hơn thua đem đến ưu phiền. Bạn hãy nhớ luôn nở nụ cười trên môi. Bạn sẽ thấy yêu đời và những hơn thù tan đi. Nụ cười mới giúp ta yêu đời hơn. Nụ cười mới xóa tan bao buồn lo. Nụ cười mới ban câu ca vui khắp mọi nhà. Nào bạn ơi, chúng tôi nụ cười mới giúp ta yêu đời hơn. Nụ cười mới xóa tan bao buồn lo. Nụ cười mới ban câu ca vui khắp mọi nhà. Nào bạn hỡi hãy cùng chúng tôi vui cười lên.